Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thực hiện việc tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý luật đất đai sửa đổi và đánh giá về thực hiện chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau hơn 8 năm tổ chức thi hành luật đất đai năm 2013, bên cạnh những thuận lợi ưu điểm, vẫn còn những bất cập, nhất là trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp, còn nhiều vụ việc chậm xử lý, giải quyết. Nhiều ý kiến đồng tình với dự thảo luật là bỏ khung giá đất, có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô. Tuy nhiên, cần xác định rõ thẩm quyền, mô hình quy định khung giá đất, bởi đơn cử như Hà Nội, sắp tới tốc độ đô thị hóa rất nhanh, giá đất sẽ có những biến động đáng kể. Vì vậy, cần tính toán giao thẩm quyền như thế nào cho địa phương trong áp dụng khung giá đất. Về quản lý đất đa mục đích và chế độ sử dụng đất điều 184, có ý kiến cho rằng cần tiếp tục quy định về đất khu kinh tế để thu hút các dự án đầu tư. Đồng thời hiện nay, đã có nhiều ban quản lý khu kinh tế được thành lập, đang thực hiện quản lý, thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trong khu vực kinh tế. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đưa ra là nên bỏ quy định về đất khu kinh tế và có quy định xử lý chuyển tiếp cho các loại đất trong khu kinh tế đã trùng với các loại đất cụ thể khác được quy định trong luật đất đai.